Sau sự việc xảy ra vào ngày 20 tháng 9 năm 2019, tôi thấy mình đã sai. Đầu tiên, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến em hàng nhân viên bán hàng tại cửa hàng của tôi. Tôi đã có hành vi và phát ngôn không đúng mực khi xử sự với em ấy. Nóng giận mất khôn, tôi đã có những hành vi mà tôi không kiểm soát được. Thứ hai, tôi xin gửi lời xin lỗi đến cộng đồng Peo vì đã có cách cư xử không đúng mực, không đúng như những gì các thầy đã chỉ dạy, những điều cộng đồng đã hướng đến. Thứ ba, tôi xin lỗi đến toàn thể cộng đồng mạng. Vì trong lúc nóng giận tôi đã không kiểm soát được hành động, đưa ra những lời nói gây ảnh hưởng đến các cấp chính quyền, và những lời lẽ cũng như hành động đánh em rằng. Những lời tôi phát ngôn về các mối quan hệ trong lúc nóng giận là những lời không thật, chỉ là quá nóng giận nên tôi đã nói như vậy. Trong những ngày qua tôi đã rất ăn năn hối hận và cảm thấy cực kỳ có lỗi. Shop giày đã phải đóng cửa sau khi sự việc nổ ra. Rất mong em rằng tha lỗi cho tôi, mong mọi người bỏ qua cho tôi, và mong mọi người cho tôi có cơ hội sửa đổi và làm lại. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và góp ý cho tôi. Mong mọi người đang sử dụng lao động lấy đấy là bài học để hiểu và tôn trọng những người đang hay sẽ không còn gắn bó với công ty mình nữa. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Mong mọi người cho tôi cơ hội sửa đổi. Trân trọng L.N. Lá thư viết tay đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây chính là nội dung bức thư tay đang được chia sẻ rầm rộ. Dưới phần bình luận, dân mạng tỏ ra khá đồng tình với cách xử lý của chủ shop đồ này. Chủ shop đã đưa ra lời xin lỗi trực tiếp và khá chân thành. Như đã biết trước đó, vào tối 20 tháng 9 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip tố chủ cửa hàng giày dép ở Thanh Xuân, Hà Nội quyệt lương và đánh nhân viên khi người này đến đòi lương. Nữ sinh bị đánh khi đến đòi lương. Theo nội dung clip, người bị đánh là một sinh viên đi làm thêm. Cô gái báo nghỉ trước một tuần nhưng vẫn bị trừ 50% lương. Cô gái đến shop để lấy lại tiền thì bị chủ vừa chửi mắng và dọa dẫm nặng nề. Ngay sau đó, dân mạng đã đồng loạt tẩy chay, shop giày cũng không thể mở cửa để buôn bán. Công an cũng đã vào cuộc để xử lý vụ việc.